Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay chúng ta có một trận đấu trên đảo Thiên Đường nhá. À, một đứa ở trên lên vả nó luôn nào. Vãi cả hàng. Chú nghĩ sao? Nó ngồi cửa nó tính xơi mình luôn cơ. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời anh em ơi, thanh niên ngây thơ vô số tội. Và thế là xong một mạng đầu tiên hết sức là dễ dàng luôn. Hiện tại thì Kẹo đang sở hữu một súng đó là một shotgun M1887, với lại thì chúng ta sẽ lượm thêm một cây MP40 nữa. Với combo dị thế này thì chơi game lấy top 1 mới sướng anh em. Ok. Ủa, ở đây thì có thêm một cái ba lô level 1 nữa. Mình không thể tin được là từ nãy đến giờ mình chưa có ba lô. Mà nếu như các bạn đang xem video trên kênh của Sĩ Kẹo thì các bạn nhấn nút like, các bạn chia sẻ video hộ mình nhá. Cảm ơn anh em. Hello anh em, và như vậy thì anh em vừa xem xong cái video biệt đội sinh tồn thẻ vô cực mùa mới nhá. Rồi nha, nhận cái áo này. Hôm nay thì trong video này Kẹo sẽ mở full thẻ vô cực luôn, các bạn thấy không ạ? Kẹo đang có là 3.530 kim cương nhá. Với thẻ vô cực mùa mới như thế này thì đây, hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem là có những gì nhá. Và mọi người ơi, đây là một cây CG15 tận thế. Phải nói là những cái skin CG15 thì cực kỳ hiếm luôn. Chúng ta có một cái dù phóng xạ này, cũng như là mình sẽ điểm qua những cái phần thưởng giá trị nữa. Thì anh em có thể thấy là có một cái nền vụ nổ nguyên tử. Rồi nha mọi người, tiếp theo của chúng ta thì ở đây sẽ có là áo khoác nguyên tử. Đó, dành cho nam, khá là ngầu luôn. Và có full set đồ cho nữ là gói phóng xạ này. Yes, quá đã luôn. Trông giống kiểu là tóc 7 màu nhở anh em nhở, tóc 7 màu trộm chó nhở. Thôi giận các bạn xíu. Đây, mình sẽ cần mua thêm những cái huy hiệu để cho chúng ta có thể mở full luôn. Đây nhá, cứ nhấn đại luôn anh em mới tích full đi để xem để mua nào. Để xem là ngày hôm nay thì mình sẽ cần bao nhiêu huy hiệu đây. Ok, như vậy là mua thêm 173 huy hiệu nữa. Đó, huy hiệu nguyên tử. Ui, khá là tốn kim cương anh em ạ. Mất trơn gần 3.000 kim cương. Tầm này thì nó tương đương với 500.000 đồng anh em ạ. Vãi hàng chưa, sáng ra mất 500k. Nhưng mà chúng ta sẽ được gì ở đây? Ở đây thì anh em có thể là cày nhiệm vụ, còn Kẹo mở full luôn. M14 tận thế đây, một cái skin mới. Tuy rằng không có kỹ năng nhưng mà trông rất đẹp. Và hành động độc quyền ngắm bắn. Ui, trông cái hành động này nó dẹo vãi chưởng. Nhưng mà thôi, ngon anh em ạ. Áo thun nguyên tử đây. Đó, show cho anh em xem. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái uầy ván nguyên tử. Anh em thấy ngầu chưa? Uầy, phải nói là trông cái ván này vô cùng là xịn sò luôn anh em. Thiết kế đằng sau là hai quả tên lửa đẩy, khá là VIP. Một cái ảnh nền. Và chúng ta sẽ có uầy hòm xác phòng độc này. Ra mắt đúng mùa dịch luôn, trông ngầu không? Đấy, làm quả hai lưỡi cưa luôn. Giống cái kiểu dùng sọ để làm ghi đông, đỉnh cao vãi. Một cái ván phóng xạ nữa. Đó. Úi dồi ôi, ngầu không anh em ơi, một cặp đôi ván phóng xạ luôn cho anh em tha hồ xài dần. Rồi nhá, ở đây chúng ta có thêm một đá chế tác này, khá là ngon. Và ui, ba lô phóng xạ này. Có 3 cấp luôn anh em ơi, tương ứng với 3 level của ba lô. Ui ngầu vãi, lên được quả ba lô phóng xạ level 3. Thế luôn, đẹp anh em ạ. Mùa này thì anh em đã mua thẻ vô cực chưa nhở? Các bạn có thể là vào trong game để mua ngay nhá. Khá là ngon. Đây là ba lô nguyên tử nhá. Đó, có 3 mục này. Trông cũng khá là xịn sò đấy. Chúng ta được tặng một thẻ level 4 nhân vật. Và đây, tiếp theo một cái mảnh thức tỉnh dành cho cái nhân vật Kelly. Và đây, chúng cuối. Yes, gói phóng xạ nam luôn, ngầu không? Mình thề luôn, cái bộ trang phục này ngầu vãi trưởng. Mặc cái bộ trang phục này anh em vào sảnh chờ phải nói là bao nhiêu thằng bu lại được mới nghe, đúng không nào? Đây chính là cái bộ trang phục khi mà các bạn trải nghiệm trong game đây. Anh em thấy đẹp, anh em thấy ngầu không ạ? Rất là xịn sò luôn. Và mua thẻ vô cực thì nó cũng giá cả phải chăng? Đấy, ui,
vãi hàng. Làm sao? Nói chung là thẻ vô cực mùa này nó đẹp, nên là anh em không mua thì hơi bị phí. Đó, bạn nào chưa mua thì tranh thủ mua luôn nha. Vãi cả nồi, cái quần que gì vậy? Đậu xanh tao lại mày, khổ lắm cơ, tự nhiên lòi đâu ra thằng phía sau. Nó đi móc lốc mình luôn. Thôi thôi tao lại mày, khổ quá. À, thằng nào phía trước mặt kia, hóng nào, hóng nào, hóng nào. Vâng, thì ngày hôm nay mình đang sở hữu combo đó là VSS và MP40. Lâu lâu cầm VSS bắn sương sương thôi. Chứ nói thật là khẩu này thì bắn nó khá là cùi anh em. Anh em thấy không? Đam ở tầm xa này, đó. Đam phải nói là bắn rất kém luôn, nhưng mà được cái hỗ trợ ống ngắm 1x sẵn. Với lại thì nghe tiếng bắn nó êm anh em ạ. Rồi nha, ok. Mình nghĩ là cái thằng kia nó chạy dối sao ấy. Thôi thì quay ra đây và lượm xác thanh niên này cái đã. Ồ, ngon. Đây anh em thấy không, cái ba lô phóng xạ nhá. Ba lô đi vào ba rồi nhá. Anh em đã bảo với tôi là không đẹp đi. Cũng như là kẹo vừa đổi qua được cây Ska này. À mà có một điều mà kẹo muốn thông tin với anh em. Đấy là tầm này thì không hiểu sao vào trong game nhá, anh em kiếm XM8 rất là khó luôn. Bởi vì là bây giờ thì XM8 nó là một cái cây súng hiếm và cực kỳ là mạnh trong mỗi trận đấu. Nó có thể gọi là anh em đối diện cân đôi với tiểu liên này, cân đôi với shotgun nó vẫn cứ gọi là ok, nếu như mà anh em biết bắn kỹ thuật. Rồi nha, còn lại 17 người chơi nữa. À mà anh em, các bạn đã nhấn like cho video chưa đấy? Anh em quý kẹo nhấn like video ủng hộ kẹo nhá. Cảm ơn mọi người nhiều. nghe bảo là anh em cấp 3 với đại học hôm nay đi học rồi, tôi cũng chả biết như nào nữa. Thế là anh em đã đi học chưa? Còn lại cấp 1, cấp 2 mẫu giáo thì anh em vẫn được nghỉ thêm. Rồi nhá, 16 người chơi. Thôi thì cứ từ từ. Đây, mặc cái bộ trang phục xịn xò thế này, chủ yếu tôi vào game tôi khoe đồ là chính, chứ còn là dăm ba cái top quan trọng gì. Với kẹo thì muốn top 1 lúc nào chả được, phải không nào? Đây, lần lần xung quanh đi kiếm người thôi mà. Làm gì mà căng, phía trước mặt nó là một cái trứng anh em. À, có người này, vãi cả hả? Vãi cả rồi, mày chạy đi. Yes, nghĩ sao chơi lại với Ska Titan với một cái tốc độ bắn khủng khiếp luôn. Nhưng mà vẫn thua XM8 quái thú anh em. Thế thôi, tí tôi tranh thủ như nào kiếm cây XM8 cái, tầm này kiếm nó khó vãi luôn. Rồi ok nè mọi người. Vâng, tầm này thì trang bị của kẹo đã khá là ổn. Thiếu mỗi quả nòng súng 3 nữa là full trang bị đồ tím. Mà anh em biết là full trang bị đồ tím thì bắn nó gắt cỡ nào rồi đúng không ạ? Anh em có công nhận với tôi thế không? Và đây, hôm qua thì mọi người có hỏi là anh có tiếp tục làm YouTube không? Thì chắc là mình vẫn sẽ tiếp tục làm YouTube anh em ơi. Vãi cả ha. Đậu xanh tao sợ mày quá. À đủ. Đây. Và xong luôn. 5 kill anh em thấy nhẹ nhàng không ạ? Thì hôm qua, lâu lâu nói chung là mình cũng hơi buồn sương sương. Bởi vì dạo này là YouTube nó tắt kiếm tiền của mình. Ngay cả khi mà các bạn đang xem video này thì vẫn đang bị tắt kiếm tiền. Chán thế. Nói chung là làm vì đam mê thôi. Tranh thủ thì sẽ lên video đều đều cho anh em coi. Cảm ơn các bạn. Và các bạn tiếp thêm niềm động lực cho mình bằng cách là các bạn like, các bạn chia sẻ video. Hoặc là anh em có góp ý gì các bạn hãy cứ comment thẳng thắn bên dưới phần mô tả. À đâu, bên dưới phần bình luận của video nhá. Vãi mày, chạy đâu? Chạy nổi không em? Úi dồi ôi, thằng bé chết vì lựu. Khổ thế. Thương thế nhở. Nghĩ sao thằng rơm rơm này. Rồi nhá, và hôm nay anh em hãy hóng coi, kẹo sẽ kiếm top 1 cho anh em thấy nhá. Mục tiêu thì vẫn như mọi ngày thôi, đó là top 1 10 kill. Mà một điều nữa muốn nói với các bạn, đấy là cái code thắng mới game Free Fire ấy, là bên Free Fire chưa phát cho mình. Thế nên là cũng chưa có code cho anh em. Thì sorry mọi người, chắc là mấy hôm nữa thôi. Mấy hôm nữa thì sẽ có những cái code để phát cho anh em. Đó. À đủ. Đây à, vãi cả hàng, mày chạy đâu hả? Tao lại sợ mày quá nhờ. À thôi bình tĩnh này. Mày làm sao, đùa nhau hả? À đủ. Uầy, dựng một keo. Thông minh lắm em ơi. Hai. Vỗ tay, khá khen cho chú nhá. May là chú còn dựng mong keo kịp, không thằng này nó cứ phải gọi là lên bảng với kẹo này. Đấy, mà chạy đi. Hôm nay thì anh cứ cầm Sky xem mong keo thôi. À đủ, có mong keo không em? Anh hỏi chú nốt câu cuối là có mong keo không nhở? À, đậu xanh. Từ từ anh em ơi. Ơ sao vãi lúa thế nhở? Vẫn đang còn mong keo cả. Anh lại nể chú quá. Thế bây giờ đã hết mong keo chưa? Tầm này thằng bé hết chắc rồi. Ui, câu lựu ra luôn cả. Bạn đùa với mình đấy à? Úi dồi ôi, chấp nhận số phận đi. Không chạy được đâu. Này,
mày lại đùa với tao rồi. Chấp nhận số phận đi em ơi. Mày ra đây, nhanh. Ra đây, vả cho cái bây giờ này. Hỗn láo mất dậy à. À đủ. Sao thằng này cứ thích chơi quẩn với kẹo cơ à? Thế là mãi rồi cũng hạ gục được nó nhở. Đùa rơm rơm mà đòi xí kẹo là bạn hơi nhầm rồi nhá. Ui, vãi cả trưởng. Gì bắn ghê vậy? À không sao, hiện tại thì tất cả trang bị súng của kẹo đã full đồ tím rồi, tức là đồ level 3. Bắn sẽ cực kỳ là phê. Có giỏi qua đây em. Anh lại sợ chú quá nhở. Anh full set đồ tím rồi em ơi. Thôi chắc là mình qua đây xíu đi. Ok, tầm này thì trong phần đấu của chúng ta còn lại 6 người chơi đấy nhá. Vãi cả, mày đùa tao đấy à? Đậu xanh. Đùa nhau. Chú cứ thích đùa anh ạ. Ok, 8 kill. Và tầm này thì còn lại là 5 người chơi nữa. Rồi, kẹo thì kẹo vừa đổi qua cái giáp 3 mới. Giáp chống nổ kia thì nó đã khá là nát, thế nên là kẹo không có sai. Đấy, ăn chắc mặc bền thôi, nghe mới cứ đổi qua giáp 3 mới mà xài cho nó lanh. Chứ còn là tầm này thì đào đâu ra nâng giáp, cũng như là mấy bộ sửa chữa giáp để cho anh em sử dụng nữa. Địch thì nó cũng bắn nát giáp, nó sửa chữa hết rồi. Rồi nha, ok. Cố gắng thôi, tầm này thì cơ hội chiến thắng top 1 đã đang đến rất là gần rồi nhá. Mình nghĩ là chỉ cần chơi cẩn thận thì anh em có thể là win thôi. Ok, 4 thằng à? À mà có điều hơi khoai. Đấy là game Free Fire mới reset danh, thế là hôm qua tôi từ bạch kim lại xuống hẳn bạc luôn. Anh em thì vãi trưởng không? Thế nên là mùa mới rồi, lại tích cực cài rank thôi. Rồi nha, đây 4 thằng nữa. Từ từ kèm chúng nó mà nó cũng gian nan phết ha. Hiện tại thì mình chưa thấy ai cả này. Đó, chơi thính coi. Ui dồi ôi, lại có giáp chống nổ mới này, ngon chưa? Không phải là giáp trắng nhưng mà tầm này thì khá là ngon. Và nó ngon hơn cái giáp 3 của mình là một cái điều tất nhiên rồi. Cũng như là kẹo vừa lẫn thêm máu và chúng ta có 7 túi máu. Rồi ok, anh em thấy không ạ? Vòng bo điện của chúng ta đang thu lại rồi nhá. Tầm này là chỉ cần là xem bo thu tại đâu. Sau đấy thì chạy đi kiếm kill thôi. À đủ. Ở đây này, thêm máu này. Ngon. Phê không, phê không? 8 túi máu rồi. À và hình như là full 100% ba lô luôn. Vãi cả trưởng. Ok. Let's go qua phía này nhá. Ui mà bo kiểu này, kiểu bo nó khoai vãi. Mình không biết chạy đâu cơ. Tầm này là bo kiểu giữa sông. À bên kia tròi chắc chắn là có người, nên là mình nghĩ là mình sẽ không đi theo đường bên phải. Khả năng sánh mộ cao lắm, nên là chúng ta sẽ chạy theo phía đường bên trái nhá. Ok. Anh em cứ yên tâm ở tôi, không phải lo. À được rồi, hóng cơ nào. Người đâu? Hai thằng nữa thôi nào. Hóng anh em. Ờ trên này thì vẫn đang rất là vắng. Chẳng hiểu sao anh em ở đâu mà anh em kêu nhau kinh thế. Ờ có lẽ là đảo bên này không có rồi. Tầm này thì kẹo chuẩn bị là phải bơi qua sông thôi. Đơn giản thì bơi qua sông, cái bo tiếp theo của chúng ta đó là sẽ có một căn nhà này. À một cái chòi cũng như là một vài gốc cây để cho anh em có thể trốn. Đấy, qua luôn. Ây đừng anh nào bắn em nhá, đừng anh nào bắn em nhá. Em sợ vãi cả trưởng ra anh ơi, đừng anh nào bắn em nhá. Ui. À nó đang chạy ở trên. Và ai? Đừng nha, đừng bắn mình nha bạn ơi. À thôi kệ. Lên trên này cả đã anh em ơi. Mình sẽ lên tạm phía trò đi. Rồi đây, ngồi đây. Hóng. Đâu, các chú chạy đâu? À đây à? Mày đùa với tao đây à? Oh my gosh. Ok anh em ơi. Xuống vả nó luôn. Mày tính chạy với anh à? À đủ. Ui, bắn rát thế. Thế này ai chơi? Trời ơi, chơi gì bắn rát vậy ai chơi? Rồi anh em. À một đứa ở phía trên thì nó đang ở ngay gốc cây. Căng vãi, tầm này thì khả năng cao mình bị kẹp thịt này. Mày xuống đây. Đúng rồi này, xuống đây em ơi. Tuổi gì? Ủa ơi, còn tí máu 12 máu này. Oh my gosh. May là nó hạ thằng kia rồi. Ơ mà nó cái ad mạng của mình. Đậu xanh. Thằng kia mình bắn yếu máu vãi, thằng bé cả ad mạng. Cay cú. Thôi tranh thủ còn máu, hạ nốt thằng kia để win game nào. Ủa ơi, thôi xong rồi. Bom keo nó nát rồi, chơi gì. Oh my gosh. Mày nhá. May là có thêm chém bom keo nha. Chứ còn là cái súng bắn bom keo của mình nó còn viên ở đâu. Ok, dựng tạm đấy nhá. Có giỏi quá đây em. Mày chạy đâu Hải em ơi. À đủ. Làm gì ở đấy? À đủ này. Trốn sau trứng cả. Hay. Được. Khá khen cho chú này. Úi dồi.
lượm đầu lâu á. Xong luôn, yes, 9 kill top 1, tuyệt vời ông mà trời. Và anh em ơi, ngày hôm nay thì Kẹo sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.